hôi, và thậm chí thì kế bên đó thì có một cái tấm cái mái hiên che ga, giống như là một cái mái hiên của ngôi nhà cô bác quý anh chị. Ở đây thì được phủ bởi những cái che bởi một cái miếng bạc nè, là một bú, là cái hồi đó còn nhỏ xíu với lớn là đỏ rác, nên nghĩ là chị đi theo dỗ được rồi, chị mổ được rồi, rồi em không có tiền, em khổ nữa, rồi không đủ ăn để em mở cho. Cái bắt đầu là nấu cơm bằng ấy, rồi đêm ra ngoài nấu, không có nấu ở trong này của người ta. Nó là than gì là nè, có cái lò nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Thì nơi Bùi Hồ đang đứng là một cái nơi mà những cái cô bác quý anh chị ở đây á, người ta chăn nuôi bò với lại nuôi heo á cô bác quý anh chị. Thì sau lưng đó thì cô bác quý anh chị có thể thấy là một cái tấm bạc che một cái mái hiên á, được che một cái mái hiên và trùm một cái tấm bạc. Thì được sự giới thiệu của anh Một Đồng thì cho rằng là cái hoàn cảnh của cô này đó, thì hai vợ chồng sống ở trong một cái mái hiên và cạnh một cái chuồng bò như thế này, thì đó là cũng là một điều khá là khó khăn cô bác quý anh chị. Thậm chí là khi mà Bùi Hồ đứng ở đây mà quay đoạn thước phim này cho cô bác quý anh chị á, cái cảm giác nó cũng rất là hôi luôn. Thì không biết tại sao thì cô lại chọn với lại một cái cuộc sống mà nó đầy vất vả và đầy mùi tanh hôi như thế này. Thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng anh Một Đồng đi theo Bùi Hồ ha. Thì đây là cái nơi người ta sẽ chăn nuôi bò nè. Cái nơi này thì rất là hôi, và thậm chí thì kế bên đó thì có một cái tấm cái mái hiên che ga, giống như là một cái mái hiên của ngôi nhà cô bác quý anh chị. Ở đây thì được phủ bởi những cái che bởi một cái miếng bạc nè, đó, che lại hết à. Có vẻ là như là cái hai vợ chồng của cô chú này ở đây cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ để tìm hiểu thật hư như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng đi theo Bùi Hồ ha. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ cô tên gì hả cô ha? Tên Nguyễn Phương. Dạ cô cho con đeo này vừa. Dạ. Con thì được anh Một Đồng á. Dạ. Giới thiệu đến cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Thì cô nói là cô tên gì ha? Tên Phượng. Cô Phượng. Nguyễn Phượng. Cô Phượng thì năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi con heo. Tuổi con heo. Tụi con heo là lên nhiêu kia hả con? Năm mấy rồi. Năm mươi mấy rồi. Dạ có đứa con. Dạ cô ở đây một mình hay là với chồng của mình? Có chồng mà chồng đi làm hồ rồi. Chồng đi làm hồ rồi. Dạ con đi đau rồi, đi nhà thương mấy đứa gài rồi. Bây giờ người ta lương cắt, bác sĩ người ta lương cắt cái này nè, là lấy tích á, là nó nói là tới chuyến sau xuống là nó mới mổ là cái em tay kịp. Cô bị gì đấy? Nó nổi một bú, bây giờ nó phỏng rồi đó, giật đó. Xíu tay giùm cho quay giật đó, rồi bây giờ cái nó nổi một bú lên không hay, rồi bắt đầu bác sĩ nó kêu đi Long Xuyên nè. Trời ơi, ghê vậy. Rồi cô bị mổ lâu chưa? Mới mổ rồi, bữa nay là cũng gần được 1 tháng rồi. Được 1 tháng rồi. Dạ, nó mổ bà dài nè, bác sĩ nó lấy cái đường mai nó đường nó lấy cái đường chờ mà cái đường cũ nó đó, đặng nó coi cái là một gì đó, là đặng nó theo dõi, là nó nói là một bú. Là cái hồi đó còn nhỏ xíu với lớn là đỏ rác, nên nghĩ là chị đi theo dỗ được rồi, chị mổ được rồi, rồi em không có tiền, em khổ nữa, rồi không đủ ăn. Giờ con thấy là cô nói là chú đi làm hả? Dạ, đi măng hồ rồi. Măng hồ. Cô với chú thì có một người con? Có người con mà, con nhỏ con gái. Bao nhiêu tuổi cô? Nhỏ đó tuổi ngựa. Tuổi ngựa. Dạ. Con không gành nữa cái con. Dạ, nó con cũng giác. Năm mấy rồi. Năm. Nó cũng ba cái Tết rồi. Cũng ba mấy? Ừ. Nó cũng chưa có chồng. Chưa có chồng. Dạ. Hai mấy hả? Dạ. Nó tuổi ngựa là hai mấy rồi. Mười mấy tuổi thôi mọi người. Cô chắc cô không gành. Đúng. Có vẻ như là cô không gành. Bị giật. Là cô với chú thì có một người con. Dạ. Mười mấy tuổi thôi. À có nghĩa là cô ở cô có hai người chồng. Ừ. Thì một người chồng trước thì cô thôi rồi. Dạ. Người sau này ở chấp nối là có một người con là mười mấy tuổi. Ừ. Là một người con gái. Cô thì năm mươi mấy tuổi. Mà con không hiểu là tại sao cô lại chọn ở một cái nơi mà
như thế này, cuộc phủ bạc như thế này nè, là... con không có nhà cửa. Thì tại thằng ta bên thằng đó đó là có nhà có cửa mà anh em nó không cho ở, bây giờ cái ở đậu vậy đó, rồi thằng nhỏ em nó cho thiết các nhà ở đậu rồi đi bằng mướn ăn vậy đó. Nhà kế bên đây là nhà của em ruột cô hả? Không, cái bà này là con của bà đó mà ở đậu nhà quá. Bà ở sớm. Thương thấy thương. Ừ, thấy khổ rồi ta cho che vậy thôi. Cô ở đây được bao nhiêu năm rồi cô? Mới ở đây cũng lâu hết vậy, bây giờ bà 8, bà 7. Chưa được chưa 5 được nữa. Năm. À. Mới lại. Cô ơi, có thể ra đây cho con hỏi việc được không? Con bắt làm con chuyện, cô nói ở đây thì tại con đang ghi hình nên nghe không rõ. Sợ mọi người nghe không rõ. Giờ bà mới lại đây là cũng được cũng mấy thời khoảng tháng mấy gì à. Dạ. Rồi ở đây rồi cũng ăn. Quay cô nhiều đi. Rồi chú làm hồ thì cô làm cái công việc gì? Không có mặn cái gì trơn, em giật. Bị giật ha? Ờ, bị tâm thần. À, có giấy luôn hả? Có. Ồ. Mà người ta, nhà nước người ta không có cho em tiền. Rồi em bị đau bệnh gì đó, mẹ chết rồi. Có nghĩa là cô lúc quên lúc tỉnh đó mọi người. Thành thử là em có giấy trong tủ kìa. Cô xưng là với lại Bùi Hồ là cô rất là lớn tuổi mà cô xưng là em. Đó là có cái giấy kìa, giấy tâm thần. Đi Đông Xuyên á, một tháng nghỉ đi một lần, nó cho có nửa tháng uống à. Rồi thuốc đó là miễn phí hay sao cô? Nó cho ở dưới Đông Xuyên đó, mình có bảo hiểm thì mình đi xe, còn không có tiền thì mình mà nói à con nhỏ con không có ai mua cho uống vậy đó, rồi lâu lâu cũng giật một lần vậy đó. Vậy là chú làm ngày mấy trăm? Ngày có mấy trăm mà, rồi bằng mướn gì đó đủ ăn không à, rồi nhà cũng không có nhà, rồi nhỏ em mới cho thiết cắt lên đó, bộ không che tấm xu dắt tan ban hết rồi. Thì Nhi lấy cái giấy này anh coi được không, rồi là có thuốc bị tâm thần đó đó, rồi bị ở dưới Đông Xuyên đó người ta cho. Dạ. Cô ở đây thì cô che bằng cái tấm bạc gì thì có mưa tạt gió lùa gì không? Đó, bữa hôm thì cũng có mưa, rồi bữa hôm che cái tấm xu kia kìa, cái xu này nè, nó vết hết trơn rồi. Vết hết trơn rồi. Dạ, rồi mấy nhỏ, cái thằng chồng nó mới che thằng gì nè, đặng thay quần áo. Rồi cái nhỏ thấy nhỏ em nó thấy gì, nó nói thôi chị ơi, để tôi mua thiết cho chị rồi lợp lên ở đậu lỡ đi, để mưa gió, giông gió, rồi cái đâu ướt mình mẩy rồi, vậy không có chỗ mằng hồ gì đó ở đậu người ta. Mằng cũng không có đủ ăn, rồi không dư gì đó. Như vậy thì cái cô ở bên cạnh cái căn nhà này là tự cho thiết rồi tự cho không, cái máy thiết này là luôn. Mình của mình mua mình là mua. À, nhỏ em nó cho là nó kêu là thấy chị thấy tấm xu dách vậy, nhỏ em nó cho rồi nó mua cây nó cho rồi mướn cái con bả cắt là 1 triệu bạc là bả cho che như là ở đậu mua cho hè bả vậy thôi. Ở đây điện thì cũng truyền qua từ nhà bên kia. Ở truyền nhà của má của bà này là qua tháng là dưới là nước xài là 1 triệu. Là điện em không như có nước là điện con... như nước là 1 triệu. Dạ, em không có tiền cũng không khổ. Không lấy tiền che thôi, chỉ lấy tiền điện nước là 1 triệu tháng. Thì tiền nước, tiền nhà này là nhỏ em con mướn là cắt là 1 triệu riêng. Thì ở đây thì cái việc mà sinh hoạt nấu nướng thì sao cô? Nấu thì nấu bằng điện, nấu cơm bằng điện thì hai chồng. Đâu còn không gian bếp nấu cơm của cô đâu? Là có nồi cơm điện đó, rồi có cái lò ở dưới này nè, rồi nấu, rồi có cái lò đó, rồi nấu như là nấu than vậy đó. Sao đi quá? Không, để em mở cho, cái bắt đầu là nấu cơm bằng điện. Ấy rồi đem ra ngoài nấu, không có nấu ở trong này của người ta. Nó là than gì là nè, có cái lò nè, nó nấu vậy đó, rồi đem ra ngoài nấu. Cái không đem đâu nhà. Đâu lò than đâu lò than mọi người thấy quá à, có một cái lò than. Dạ, nấu rồi để ra ngoài nấu rồi cái là không có vô nhà người ta. Còn như là giật con em giật gì nè, là có giấy này nè, là đi một tháng là một ấy, có ổng ở nhà thì ổng đi mua thuốc cho uống, không có thì đâu có đi. Cô với chú lỡ bao nhiêu lâu rồi? Mới đây cũng lỡ đây cũng hơi lâu rồi. Nhưng mà hai người sống chung nhau chắc cũng 10 mấy năm rồi. Nè, cứ cái tâm thần này mà nói nha. À, sống chung 2-3 năm hả cô? Cô kia bên nói bên nhà, nghe nó. Nè, thuốc đây. Nè, thuốc này nè. Cái sổ khám bệnh thôi. Nè, thuốc tâm thần này nè. Đó, thuốc tâm thần đó.
hai người chồng. Người chồng sau này thì có đứa con. Có đứa con nào không chị? Có đứa con đó. Động kinh, chẩn đoán động kinh. Của bệnh viện đa khoa An Giang. Thành tâm thần á. Em giật quả. Vậy là cô này là bị vấn đề động kinh hả chị? Là cô này ở có đứa gái mười mấy tuổi. Ủa sao mà ở hơn năm nay mà mười mấy tuổi em không hiểu. À có nghĩa là con riêng của cô đúng không? Dạ, con của ông này không có con. Ở với anh này là anh này bảo bọc thôi, không có con. Dạ, là ông nuôi thôi. Mới vô. Dạ, chưa con cái gì hết á. Nhưng mà cô... Mẹ thì không biết tiền đâu mà cho tiền lớn không biết đâu. Ồ. Xài thì dơ, ai cũng có nhiều thối, cũng có gì thôi. Vậy đó. Rồi ví dụ như mà có hỗ trợ cô thì sao, phải có chồng mới được. Có chồng rồi với hai nữa. Xóm riêng này nói chung cũng như là người tốt đó. Người ta không có thấy nó bả vậy đó. Bả mua đồ tôi bây giờ một đống luôn vậy đó. Giờ nó đủ thôi. Bả đâu có biết xài tiền đâu. Là nhà này là nhà của cô cho cách đỡ. Cho cách ở đỡ. Người ở xóm thấy mà khổ. Có chồng, gia đình, chồng trước thì đi sinh. Qua đây ngồi đi cô, qua đây ngồi đi. Chồng này thì vậy nữa. Chồng trước là đi sinh hả? Ờ. Còn... đi làm nghề đi sinh á. Cô này ở với lại chồng trước là có một, một đứa con. Ừ. À. Cô nãy tên nói tên cô Hồng hả? Phượng. Cô Phượng, Phượng. Nói nhỏ quá nghe không rõ. Phượng. Rồi cũng không có được bình thường lắm. Nên thấy gì tội nghiệp vậy đó. Thì cho ở đậu vậy đó. Chứ cổ thì khổ mà tiền bạc không biết xài. Không có biết tiền nhiều. Còn ấy thì cũng nhờ bà con thương người thấy sớm này nè. Người thương người ta cho ở đậu. Đậu cặp này nhà tôi. Là ở với chồng trước là không có nhà luôn. Ủa? Có à? Có cái nhà ngay canh của tụi con xuống đó. Dạ. Có nhà cấp đó. Thì ổng hàng ngày ổng đi sinh. Rồi ổng đi làm mũ ổng ăn. Rồi ổng không có cho tôi ở đâu. Rồi vợ chồng thôi bỏ. Rồi cũng ở với bà này cũng mấy năm rồi. Rồi thôi thôi mới sắp lại cỡ khoảng năm trở lại đây hà. Thôi sắp lại. Còn đứa con gái của cô thì làm gì? Nó đi mướn tư dây rồi nó có chồng tùm lum tùm la. Mời... mười mấy tuổi mà có chồng gì? Mười mấy tuổi mà nó có chồng nhiều thì chồng nó ở không có được. Ổng rồi cha mẹ đâu có được bình thường con không biết rồi. Vậy là gần 20 tuổi hả chị? Ừ cũng gần 20 tuổi rồi. Nên là lớn mới có chồng nhiều. Ừ. Nói như vậy thì cái người con gái đó chắc cũng bị hơi có vấn đề tí. Vấn đề tí thì cha mẹ cũng không có được bình thường thì con làm sao mà được bình thường con không biết rồi cha mẹ cũng được. Vậy là người chồng trước của chị này có bị thần kinh luôn không chị? Thấy ông chữ tối ngày chữ trời đất ơi ông chữ tầm bậy tầm bạ không nha ông chữ tầm bậy tầm bạ à. Với lại mà đi sinh thì có vấn đề về thần kinh đó em không? Dạ đúng rồi. Thì ông cũng khùng đó. Người ta nói là ông khùng khùng luôn. Bây giờ là hỗ trợ tiền thì không biết hỗ trợ như thế nào tại không biết tiền luôn. Không biết tiền lương tiền nữa là nửa chồng cái gì đó là nửa gì là hỗ trợ được một 100.000, 200.000 là không có biết, 10.000, 20.000 trở lại còn không biết đường xài. Nhưng mà có thằng chồng cũng không biết luôn, chồng có lượng tiền lớn cũng không biết xài luôn. Chồng của cô này cũng không biết luôn. À chồng sao cũng không có biết lượng tiền lớn. Ôi trời. Lượng tiền lớn thì xài cũng ngơ ngác lắm mà ai trả thì tự thối người ta. Không vậy hai vợ chồng sao nấu ăn? Thì cũng biết mua đồ ăn mà mua trời ơi mày thấy hồn vía. Mua có hai vợ chồng mất cho 4-5 kg thôi. Thì mày hồn dưới lên bay luôn. Ăn uống cũng không có được bình thường luôn á. Mày thấy mà cách ăn uống không được bình thường. Thì da rau rác á là mua người ta để cho một đống gì. Tao hỏi mày hai vợ chồng quốc cho 4-5-7 kg rau rác là giờ làm gì? Đổ bỏ cho tao tao làm gì? Trong vô sống vô đồ đó. Tôi nói là nó hơi không có được bình thường. Nói chung là không người nào cũng không được bình thường. Mà đời chồng nào cũng vậy luôn. Thằng kia thì nó hơi đỡ hơn một chút.
cái thằng sau nghe, còn thằng trước nó khùng, nó chửi ông nội tao mày nghe nó nổi. Có nghĩa là bế tắc của cuộc sống bây giờ tiền bạc không biết. Mà em không hiểu như thế này nè, lúc mà cô đi có bệnh thì ai chở cô đi? Chị em bên mình. Chị em cũng chắc cũng khá. Chị em khá, người ta hùng tiền lại cho tiền thuốc, tiền men, tiền này tiền nọ, nó có đồng bạc nào? Không có đồng bạc, không có tiền luôn. Nè, nhỏ em mới cho cất cái nhà này nè. Nhỏ em của nó, em ruột luôn đó. Ừ, là em cũng một cha khác mẹ. Dạ. Chứ không phải mà nó cho 6 triệu rồi mua cây cối rồi mướn thợ cắt được em mới tới này, chứ hồi đó là che bằng cao su á, nó không có được cái nhà này đâu à, mới được mấy tháng nay. Dạ, lúc trước là nguyên một cái miếng cao su to cao su luôn à, mà nó che được cái máy này mới che đó, mới che được đó là em nó lên thì thằng em rể á nó cũng giàu mà nó cũng có đức. Cái nó lên nó nói trời ơi mình vậy mà chị khổ quá, để vô đây chơi gặp mưa ướt mà em gửi nghe, cái thằng nó nói với vợ nó thôi cho chị vài triệu đi, mình bước phí cũng chị cho chị vài triệu rồi cất lại có tức liều nở vậy đó, rồi cho vô đây nè mướn thợ cắt mua cây rồi cất lại mới được vài tháng nay. Ví dụ như bây giờ em có thay mặt mạnh thường quân gửi tiền hỗ trợ cho cô á, một ít á thì chị có thể mua cho cô muối đường ngọt nước mắm thôi được không? Được, ở đây người ta nói chung là làm phước không có nghĩ gì, ở đây là chị sống là chết thật tình thương bả tội nghiệp bấm chết bả khổ đau ốm bệnh hoạn chồng cũng không biết gì hết trơn, thôi hai vợ chồng cũng giận tôi chửi vậy, ta nói hai vợ chồng về mặn vừa chiều về cái chữ lộn, cái tôi nói sao mà về anh về mà bà này thì cũng hờ hợt chịu nó vậy, tới giờ không có cơm cho nó ăn rồi nó đi mặn mướn về nó bậu quá cưng chủ trời ơi, chị phải xúc cơm xúc gạo lên cho nó ăn, chữ sắc bên chịu không nổi nữa rồi ông xã nó quá trời chữ là chữ dưới tôi đuổi nó đi. Cái chị nói mày chữ hai đứa mày mà chữ lộn hoài tôi đuổi đi không cho ở, là chủ quá chữ chịu không nổi nói gì đó về cái thì mấy gia chị nói sau thì giờ không có chữ nữa, nói chung là không có nhắm chữ nữa, chữ sao sủi đi nữa có chỗ đâu ở. Chung bò này sau lưng này của chị ha, sau lưng này của nhỏ em chị ở tới đây nhỏ em nó nuôi bò, chị không có nuôi bò chị buôn bán, ông xã thì làm thợ mộc. Còn ông xã trước của chị cũng chết rồi, ông xã sau mới cưới sau cũng cưới cũng khoảng năm cưới hơn tháng 10 thế ông xã trước chết rồi chị cứ bệnh cũng thư rồi. Ngày mới nhỏ em đi khám như nói với nhau để giúp đỡ con bạn gì đó là bạn không có gì đâu, rồi chở đi khám rồi bác sĩ nói là cái này có ung thư rồi, bây giờ đó là điều trị như cầm cự thôi chứ không hết được, ung thư là chết. Giờ tai nó một không nó vô nó nói với chuyện rồi khám nó lại nói là ung thư rồi, rồi ở đây bà còn không biết bệnh bà nó như thế rồi. Bây giờ là nó đưa qua ung thư rồi đó, là thấy cuộc đời bế tắc rồi. Bế tắc rồi. À, bế tắc rồi. Rồi tôi hỏi thăm bằng bữa nay là xuống sắc dữ lắm đó, bữa nay ốm dữ lắm. Hổm thì còn mập mạp nha, ốm xanh lè luôn. Dùng máu đó, người đó là khám ở ngoài nhà bàn á, thì bữa đó nó khám ở nhà bàn là nó nói là không phải ung thư, là nó nói là mổ cái nó cục mày đi là nó hết tiền nước rồi tháng triệu hả chị, còn có đâu trời ơi trời, nó có tấm nó đâu mà chịu, nó có biết tiền đâu mà chịu, mà ở đây người ta làm phước nữa là ai ăn chịu ăn bạc gì. Đính chính với mọi người á, nãy hơi bất ngờ tại vì tâm sự với lại cô Phượng á, là nói là cô Phượng nói là ở đây tiền nước tiền điện rồi người ta lấy 1 triệu. Thì thật ra thì mình nghĩ rằng là nếu như ở đây thì tiền nước tiền điện triệu là không có đâu. Thì tâm sự với lại chị đây thì mới thấy rằng là không phải là cái việc đó như mọi người. Là ở đây người ta cho ở đỡ, điện nước rồi người ta hỗ trợ luôn. Hỗ trợ không có hỗ trợ, nhưng mà như nó xài thì nó tiếp 100 ngàn gì đó trong một tháng hai tháng gì đó, mà nó chở là gần 1 năm rồi nó cũng trả cho nhỏ em chắc cũng được mấy trăm ngàn gì đó, rồi nó mượn người ta 1 triệu mấy nó đi tới bên đây mất tích giang hồ luôn rồi nên thành nữ là sợ đôi khi là đăng clip này lên không biết người nhà gần sớm á cho người đuổi cô đi luôn. Ghi rõ chịu thì người ta sẽ bình luận, người ta đuổi thiệt chứ đừng á, chửi đúng rồi, chủ nhà ơi ta chửi xong chửi ta chửi mà ta đuổi luôn, đuổi luôn đuổi luôn, tại vì nói xấu người ta kêu kêu mà lên tới mạng là cưng biết cỡ nào đó là ta làm phước mà còn lại kêu kêu không có tiền đau bữa đó hen, là ở đây xúm lại cho mấy trăm ngàn đi nhà thương rồi thuốc men cho, cơm gạo không có tôi phải múc ra cho ăn, xa chị vợ dòng về quýnh lộn không cơm cá canh gì mình ra cho chồng nó ăn để quýnh lộn
Rồi dạy la nó, dạy la cái nó giận. Dạy ra cái tôi nói người ta thương người ta mới dạy la, người ta không thương ai dạy la làm gì, dạy la cái giận. Thì chị nói thôi đừng có giận mà lo mà ăn đi, đặng dành dụm khi đau khi ốm có tiền với nhau. Chứ tội nghiệp nó không hết, nó đâu có biết gì đâu, nên chị mấy chị cũng nói giận. Tự nói nó mà nó cũng không có được bình thường vậy đó. Rồi anh em hỗ trợ tiếp cho nó. Rồi bây giờ như là gửi ở đây như có chị nhận nhìn cho. Rồi như chi phí cho nó ngày 100 hay 100 gì thôi. Chứ cưng đưa hết thì nó cũng làm hết luôn. Chuỗi lông luôn còn ngàn để ăn đâu. Nó không có biết tiền, rồi nó xài xối xả luôn. Xài không cần biết, không biết được tiền gì hết á. Không biết tiền mà nó xài xối xả, đúng cái gì cũng xài. Bởi vậy sao sống được. Đúng, nên tao tiền cho cô thì cũng khá. Hai vợ chồng mà không có đủ, không có đủ cơm mà ăn nữa, tôi nói. Có nghĩa là khổ sở. Hay có bao nhiêu là có gia đồ nó mua tầm 7 tầm bạ hết trơn, chỗ mua cá, mua hầm bà lằng sáng câu đụng cái gì cũng mua. Mua mà đôi khi không có sử dụng cái món đó. Không có sử dụng luôn, mua bỏ khơi vậy đó. Giờ như vậy mày tức không? Tôi nói còn mai mốt đau ốm xuống rồi tiền đâu mà lo. Cái đau cái kêu trời bà này mới cho tiền nè. Cái trời cứ đất ra không như không ai cứu tiếp đi, vợ con đau sình cái bụng bình lên vậy nè. Bữa đó nghe bà này tôi kêu quên hứa đêm nữa không, nó khóc kêu trời vậy. Cái tờ này là nhiêu tiền? Chứ không, nhiều tiền không? Biết nói đi. Biết nhiêu nói đi. Biết nói đi, có gì đâu. Nói nhiêu tiền vậy? Tấm nói nhiêu ạ? Kiểu nhiêu. Nhiêu lắm hả? Tấm nói nhiêu. Cô Phượng, cô Phượng nhìn con này sao? Cỡ nhiêu? Tấm nói nhiêu. Nhiêu? Triệu mới nhiều. Triệu, triệu này mua được gì? Cái này mua được gì cô? Mua được gì? Mua được cái gì? Như là như để rồi mua thuốc uống thâu cái mua cái gì? Bây giờ cô mua gì? Nói đi, nói đi. Mình mua thuốc, mua cá, mua mắm, mua gì đó mình nói đi đại. Nói đi. Con nói đi, tự nhiên. Nói đi, có gì đâu. Anh nói đi, mua thuốc thì nói mua thuốc có gì đâu. Vì mua thuốc uống cái gì đâu à tôi. Ờ sao muốn tay luôn này, coi sao muốn tay. Ờ coi sao muốn tay luốn hả? Sao muốn tay. Ờ sao tóc hết rồi. Ờ luôn nữa. Chóc rồi đó. Này sơn này như vậy. Cái này sơn được nào? Cái này người ta kêu bác sĩ người ta kêu. Nè, tấm này sơn được cái này không? Tấm này sơn được cái này không? Đủ sơn không? Không hết. Sơn không có hết. Tấm đó là sơn không có hết rồi đó. Biết rồi. Tấm đó là nhiều đó. Sơn không có hết à. Sơn không có hết à. Sao cô gặp mà có tiền mà cô vẻn lẻn? Mừng không? Mừng là bính luôn cái dòng mừng gì đó. Người ta đã cho là... tiền tôi rồi. Đã chưa? Dạ. Sao? Nó chạy trong nhà tôi giống ra nè. Người ta cho tiền. Nó là con lại. Hồi sáng bà Tám nó kêu như là nói rồi, đừng nghe kêu đó, chạy xuống mấy trả lời. Tám nó kêu nghe hồi nhà cho chứ cũng không biết tiền đâu. Nhưng mà thấy cô vẫn sạch sẽ ha. À sạch sẽ thì cũng sạch sẽ. Chứ cũng được. Không vậy, gian sống cũng thấy sạch sẽ. Cũng sạch sẽ, nhưng mà chỉ có vậy đó, không có được bình thường. Có đôi khi thì vấn đề dây thần kinh của cô á, não của cô nó bị căng thẳng quá. Thì đôi khi lên cơn, bởi vì cô nói có những lúc cô tỉnh á thì cô nói nè, thuốc của tôi nè. Cái họ cô xưng là em. Rồi cái họ cô lấy thuốc cô đưa nè, thuốc của tôi gì nè, chị mình nói không, mình không bao giờ là mình biết rằng là cô đang không có biết, không biết đâu, người ngoài xa lạ không có biết. Không có biết. Để có dính ở gần sớm mới đầu cũng không có biết nữa. Cái mấy bà này nè, nói bà này nó tào lao dữ lắm. Cái tôi nói không đâu, cũng không có được bình thường. Đợi mua đồ tôi hoài, tôi bán quá mà. Đợi mua đồ tôi hoài, trả tiền không biết nhiêu. Cái nói không được bình thường thiệt rồi. Trả tiền không biết nhiêu rồi biết vậy. Đưa hoài, nói thôi dư lắm rồi, đợi đi, dư lắm rồi. Có nghĩa là cô không biết xài tiền luôn. Không biết xài tiền rồi đưa nhiêu đủ chưa. Rồi mình thì đâu có tham lam, thì mình mới đưa lại cho ta. Cô tôi cứ... nói chết rồi gặp mà người tham, ta lấy chết. Cô cứ nói là tôi tuổi con tôi còn tuổi con heo. Thì cô tuổi con, cô tuổi gì cô Phượng? Tuổi con heo. Con cô? Con ngựa. Ngựa, đó, không nhớ tuổi. Không có biết nhiêu tuổi nhưng mà biết tụi con ngựa như thôi. Chắc là chắc năm nay là cô khoảng gần 60 á, chứ không phải là 50 đâu.
nói tưởng heo năm mấy, năm hai, năm ba vậy. Cái thằng heo lớn á. Cái thằng cũng bốn mấy hà. Chồng trẻ hả? Còn chồng trước á thì năm mấy. Chồng ở có con đó. Có con là năm năm mấy sáu mươi. Năm mấy gì rồi. Nó tuổi tuổi nó tuổi Thìn. Ông trà. Ông Bảo á, tuổi Thìn còn là còn ông Thìn là Thìn nhỏ, Thìn lớn. Thìn lớn. Mà sao cô? Còn ông trà thì tuổi tuổi con khỉ. Ông sao mà cô lại quen cô lại bỏ ông chồng trước? Nó không chờ, nó không cho vô nhà vậy đó, rồi nó đâu rồi nó quýnh. Không cho cô ở? Mà sao không cho cô ở? Thì nó nói là giật gì đó, nó nói tại tôi thương em làm rồi, bị giật gì rồi không có ở. Tại sao? Nó nói làm thương rồi. Thương làm. Giật rồi bây giờ có con rồi. Nuôi không đó. Rồi nó không ăn cơm, rồi nó nói là đi ra ngoài ở đi. Dạ, vậy hả? Dạ. Rồi chửi cô, đánh cô luôn. Rồi ông nói mày trả bông lại, hồi đám cưới đó, trả đâu bông lại. Rồi tôi nói là như là cho con đi ăn học vậy đó, rồi bán ra cho con đi học. Rồi nó quýnh. Thôi mà kêu trả đâu bông lại luôn. Rồi tôi nói đâu bông bán cho con đi học, rồi con hồi có vé hồ nghèo đó, rồi bán đâu bông cho con đi học thôi, cái là mình khỏi tốn tiền. Còn cô vẫn nhớ chứ? Cô nhớ, tôi biết, tôi dạ. Không biết sao vậy? Cô nhớ hết à? Ừ. Nhớ, mà không biết tiền xài tiền thôi, chứ nhớ, biết. Nhưng mà không biết xài tiền. Nhưng mà cái tình đó mà ngăn thì cũng không biết. Chắc chồng nó bốn mấy tuổi. Chồng sao bốn mấy giờ, hả? Bây giờ nó, con chồng trước thì Thủ Thìn đó, Thủ Thìn lớn đó. Mấy á? Cô bây thì giờ, tôi nhỏ cô hơn. Phượng, dạ. Cô bây giờ còn thương người chồng cũ không? Nó thương rồi, nó không thương mà rồi mình cũng không thương mà rồi nói chuyện thì không nói, còn muốn chửi là chừng nào chửi vậy đó. Nhưng mà con hỏi cô là cô còn thương người chồng cũ không? Nó không thương, tôi cũng không thương. Còn như là nó ở không ở thì quyền của nó, tôi không ở mà tôi cũng đã làm gì. Bây giờ thương người chồng mới hay là thương người chồng cũ? Chồng mới, chồng cũ gì mà cũng như là chồng cũ, như là nó không cho mình ở, không vô nhà được rồi mà không cho ăn. Nó là thôi hỏi sao hỏi thương chồng cũ rồi ta nghĩ thương ta rồi nghĩ thương rồi sao mới đi theo chồng mới kêu thương chồng cũ sao ta thương được mày đó. Em hỏi thử chị coi như thế nào. Tại vì thật ra thì có những lúc mà chị cô thì có những lúc là vẫn có tình cảm nè, vẫn biết thương con mình nè, vẫn còn đó là tôi bán đôi bông ra để cho con mình đi học mà tôi hết, bây giờ ông đòi đôi bông đâu tôi trả. Cái đó là rất đó là cũng bình thường á, nhưng mà ở xa cưng lợi là cưng đó mà bình thường. Thật ra thì đối với cô Phượng thì cô bác quý anh chị mà gặp á, lần đầu tiên là không biết là cô Phượng là bị vấn đề về dây thần kinh đâu. Biết đâu. Nhưng mà sau khi mà biết. Tiếp xúc với cô một hồi lâu á, với lại nghe chị chia sẻ thì mình mới biết được rằng là cô không có vấn đề cái vấn đề. Cô nói lúc đầu là Bùi Hồ cảm thấy rất là mơ màng. Tại cô nói những cái chuyện mà mình không bao giờ nghĩ đến, mà thậm chí luôn là cái câu chuyện mà cô không biết tiền đó. Nói là bây giờ hai vợ chồng khổ chữ lắm rồi. Hiện bây giờ là bữa đi là mượn tiền của thằng chủ 1 triệu rồi đi vô giờ để lại cá mắm gạo thóc cho con vợ. Giờ cái bắt đầu thằng chồng về mình không có còn tiền. Rồi cái vô chổng mà tiền đâu ăn, mới mượn thêm thằng chủ 500 ngàn nữa. Rồi cái thằng chủ cho mượn 500 ngàn đang đứng ăn mặn. Rồi cái bà nội này đau điện vô chổng cho người ta mượn 1 triệu rưỡi, 1 triệu nữa. Rồi bây giờ thiếu người ta 3-4 triệu mà tới già luôn chả chưa đủ. Bữa đó mượn nói sao mà tiền đâu mà có gửi gì. Bữa đó mượn 1 triệu mà người ta không có cho mượn. Người ta chưa có gì, người ta đâu có cho đưa. Rồi bữa đó tôi đi không hả? Không. Là bữa đó tôi đi luôn. Rồi cái bữa nó về nó nói là để anh về bàn chịu gửi. Đâu rồi có. Rồi nó sửa xe hết. Nó sửa xe hết trơn rồi với mượn ăn bển rồi với mua gạo mượn 1 triệu bạc mượn mua gạo mua khô đó rồi bữa đó. Không có, nó sửa xe hết trơn rồi có đâu không có mượn không đâu. Tiền về. Không có đưa đồng bạc nào hết trơn á. Rồi bữa đó mua lần đó là tới mượn 1 triệu nữa là không có. Không phải là mình lần á, hai triệu mình phải tiền tặng. Ở đây vậy là tiền tặng vậy kêu nó cần tiệm, thương như là có con cháu. Ví dụ bằng 500 ngàn, thì mình ăn 300, mình phải để dành 200, là khi có đau ốm, đau có ốm, tiền đó mà lo. Nhưng mà không có đâu, nó vừa đánh lương á, là ví dụ nè, thứ bảy đánh lương,
thì chủ nhật thì rồi đó. Chơi sập bách luôn. Chơi sập bách, chơi chổi lố. Có nghĩa là anh làm lương là ngày 200 ngàn á, là cũng có tiền, là một tuần là khoảng triệu mấy. Nhưng mà bữa thứ bảy lãnh là chủ nhật hết thì mượn tiền đi ăn nữa. Rồi. Nó khổ vậy á. Rồi bắt đầu tới đau ốm cái không có tiền. Đau ốm cái thiếu lọ. Ôm sụm cái bắt đầu. Đây tôi cho. Người này cho. Cho nó cho. Nói chung là ở sớm là không có định. Ở sớm là ta không cho. Nhưng mà vậy đó. Mà nó còn khùng, nó đi đằng xóm nó học, nó nói gia đình tôi ác đức lắm. Nếu tôi ác đức làm sao nó có được ở cái chỗ này. Bởi vậy là nhà này là của cô hả? Không phải. Nhà đó chị em tôi, đất của cha mẹ tôi. Cho nó thấy tội nghiệp đó rồi. Đi đâu ở, đi đâu ở được, người ta đuổi hết. Rồi người ta đuổi hết, rồi đâu có chỗ, rồi lại đây cho ở đây, ở đây nè. Rồi ở đậu, rồi nhờ nhỏ em nó mới cho tiền nè, cắt cái này. Cái nào mình nói cho nó rành. Em của nó. Em ruột của Phượng nè. Nên là lẫn cái việc mà nấu nướng của cô để cái bếp than giấu cắt mì ở dưới á. Thì sau đó hỏi cô nấu ăn gì, cô đem bếp than lên để trên cái giường là mình nấu hầu luôn. Nấu là khi mình đó nấu, dạ. Một lần em mới về nói thôi vợ chồng nghèo hãy nấu bằng củi đi, kiếm củi nấu thì nấu cũng được thời gian. Tới nhỏ nó vô, cái nó cho cái bếp ga mini, cái bắt đầu chơi bếp ga mini không. Giờ cái thấy mini hao tiền quá, ga chịu không nổi. Cái bắt đầu mua cái bếp này đó, trăm mấy gì đó, về nấu cũng có mấy bữa rồi chồng nó đi mặn rồi. Bây giờ có nấu gì đâu, yeah. Là đi ăn bụi không đó, chồng nó đi từng ngày, chồng đi mặn tới nay là ăn bụi không vậy đó. Qua tìm hiểu, bởi vì thấy cô bác của anh chị có thể là thấy được rằng cuộc sống, trên cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ. Và mỗi người có một cái cảnh khổ riêng và nhất định. Khác nhau đâu, đối với cái trường hợp của cô Hồng ở đây á, cô Phượng ở đây á, thì vẫn chồng vẫn đi làm nhưng mà không biết được tiền, nữ là nó cứ khổ, nó cứ đeo đẳng hoài à. Và phải sống ở cạnh một cái, nói thì không phải nói chứ đứng ở đây thì không quen mùi á, thì nãy giờ con vẫn nghe nó mùi hôi cạnh cái, nhưng mà không có chỗ nào nó tốt hơn chỗ này. Tại vì cô thì sống, mặc dù sống cạnh ở đây nhưng mà vẫn có bà con nói sớm ở đây rất là tốt, nó hỗ trợ được cho cô. Thì thôi bây giờ như thế này nè, con cũng tính thay mặt cho Mạnh Thường Quân hỗ trợ cô số tiền cũng có thể giúp cô vượt qua được cái khó khăn. Nhưng mà thấy cô Phượng như vậy đó, thì bây giờ giúp đỡ nhiều thì cũng không biết như thế nào. Thôi thì cô cho mong sao cho cô Phượng có một cái sức khỏe dồi dào, vượt qua được cái khó khăn này. Hai vợ chồng làm gì gói ghém tích lũy, chỉ có thể là chị giữ tiền hay như thế nào đó. Thì hôm bây nay giờ nè, cưng gì nè, chị cũng có ý kiến với cưng gì. Bây giờ như cưng gửi tiền cho chị chi nà, chi bao nhiêu rồi ngày nay chị cho nó bao nhiêu rồi cưng có điện tới lui động chi phí hết là bao nhiêu cho cưng biết. Vì chị người trung can, chị chỉ làm phước thôi, chị không có dính líu. Nhưng mà vì chồng nó về một phần là chồng nó là ham tiền lắm, vợ chồng nó quơ hết trơn, nó kêu phải giao một cái một, rồi chị giao một cái một thì tiền của cưng nó phí ra, nó không có còn để tác dụng cuộc sống của nó được, như là nó không còn để nó không có được ăn lâu dài để đo thuốc men điều trị được vậy đó. Chị tên gì ta? Chị tên Sương. Chị Sương. Rồi chị cho số điện thoại, cưng phải điện tới lui với chị, rồi chị tiền tới lui. Bây giờ cưng gửi chị như thứ lượng là 1 triệu. Ngày nay á, chị cho vợ chồng nó chi phí là 200 ngàn. Bữa nay chị chi phí nó 200 ngàn rồi đó cưng. Rồi chừng nào có nó bệnh hoạn gì đó, nó có nhiều đó, rồi chi phí thêm bao nhiêu thì chị chi phí. Đi đâu hả? Cô Hưởng. Nghe nói tiền. Gửi tiền cho cô. Gửi tiền cho cô chứ. Giận rồi. Nè nè, con gửi tiền cho cô, con gửi tiền cho cô. Là cho là vô đó, xài đó. Chứ giờ gửi tôi qua đưa qua là chứ, không được đó. Nói cho cháu nè, khổ lắm. Nếu mà đưa giùm cho nhỏ này bắt đầu á, một lát nữa đó là tiền mình đưa là mình báo cáo hết. Nhưng mà lát cái đó nói con nhỏ này không đưa nữa, không khổ gì đó. Tới ăn bớt nữa, khổ lắm. Nhỏ này nhỏ chuyện là nó nói chuyện nó không có phải mà như cái người không có được bình thường nghĩa đâu, không ơn nghĩa gia đình giúp đỡ, nhưng mà bữa cùng lạ là tiếng quán á, không có tiếng ơn. Nên chị nó muốn là khi cần nghe là kết nối Zalo, khi chị đưa tiền có cần chị lên Zalo cho mình thấy, em biết chị đưa cho em thấy. Chị là người trung can, chị cũng không muốn để cái tiếng để sau này để mình tiếng cho xấu tiếng mình cô, cho mình. Cô Phượng, cái này là nhiêu tiền? Ngàn cái nhiêu. Cái này nhiêu? Này là 100 ngàn đúng không? Dám. Dám là nhiêu? Dám nhiêu? 10 ngàn. Đó, còn, 10 ngàn. Còn này? Cái này nhiêu? Chục cái nhiêu. Còn này?
trăm ngàn cái nhiêu? À, vậy cho trăm ngàn lấy đi, lấy ra. Ngồi đi. Ờ, cho tiền kìa. Thưa cô bác quý anh chị như thế này nè. Thật ra thì hôm nay đến đây chủ yếu là muốn thay mặt mạnh thường quân gieo duyên cho cô Trẻ, phượng. Cho nó ta giúp đỡ đó. Cũng không có giữ được tiền. Ừ. Nên cái phần này là con sẽ giao đó, giao cho nó. Ông không có giận nữa. Không có giận nữa, tôi cho cắt túi đi mà. Đó, tôi cho. Mua bánh đen. Nè, vui rồi, nãy buồn rồi nghe, nó buồn. Nãy buồn, để sợ dơ vô. Còn cái này là 10.000 này là giao cho cô này nha. Không, đưa cho bà Tám, bệnh mua thuốc cho uống à, không có giao bên nào hết trơn á, giao bên nào tôi không chịu đâu. Không, đây là giao cho bà Tám văn đi, được đi. Giao bà Tám văn bệnh á. Bà cũng như là tại nãy bà cho cái số hồi nãy là bà kêu này này là mua bánh nè, cho bà Tấm Văn đi được không, cho để dành mua đồ ăn đó, ăn bánh ăn trái gì đó ăn đi. Còn này là lát nữa chị Sương sẽ giao cho bà Tám. Ờ, như thế này nè chị à, ông đưa đây tôi là tôi đưa cho bà Tám mà cái ông đưa cho ai chứ rồi người ta cho cô ở nhà nè, ở nhà mà tôi nói vậy là đưa bên kia là nói chung thôi, cho tôi là tôi biết luôn nhà la tôi rõ này, cho nói nó không có tình nghĩa gì đâu, kệ nó đi, nó sống nghĩa sống sống đây ở đâu tôi cũng không giúp luôn, không giúp luôn, không lấy gì luôn. Ôi trời, như là muốn lòng không, không, không bao giờ, không bao giờ đó. Có đáp ứng được, đầy đủ đâu, nhưng kệ nó tin tưởng người ta thì kệ nó, ở đây toàn là báo cái gia đình tôi không toàn bộ, thậm chí mà nó còn tham lam nữa. Lấy có cái gì hết rồi. Không hơn đây là tiếng quán lấy đi, giờ tôi không cho em tôi nhận giùm đâu, tôi không nhận làm phước mà cũng chẳng có đúng nghĩa gì đâu, đúng nghĩa là mất công đưa cho người ta làm gì đâu. Tự nhiên cái mùi hồ vô cảnh khó xử nói nó nói vậy rồi đó, thấy không, nói vậy đó, nó nói vậy rằng đó, nói cho tôi nghe là cứ thấy không, không đưa cho con Sương mà đưa qua cho bà Tám là nó cũng không chịu, phải đưa cho nó, đưa cho nó, đưa cho bà Tám đó. Cô Phượng leo đây ngồi đi. Dạ à. Rồi. Thấy tiền thì mừng nhưng mà nghe nói là giao giao. Giao à, đưa. Nhưng mà cái số tiền này nó nhỏ lắm. Ừ. Có nghĩa là nó không có bằng cái số tiền này đâu. Nên bây giờ cô này giữ giùm nữa, mua cơm gạo được, mua đồ ăn á cho cô ăn được không? Nó còn chịu á. Ừ. Thật ra giao cái số tiền này cũng giao cô không có biết đâu, nhiều khi cô đi mua đồ ăn luôn á. Không mua đâu, tôi đi mua đâu giờ, tôi không có mua nào đâu. Tích tắc à, tôi nói với chú là tích tắc à, không có bao giờ mà được quá là 5 ngày. Bây giờ về cô bác của anh chị, thì hôm nay thì đến đây gặp cô Phượng, thì Bùi Hồ cũng thay mặt trích cái quỹ của cô My là Việt Kiều Mỹ. Thật ra thì không có dám trích nhiều. Tại vì giao cho cô nhiều thì không biết như thế nào. Bây giờ như thế này nè chị Sương, em nhờ chị như thế này. Bây thì giờ kết nối Zalo với chị đây. Dạ, 500.000 đó. Chị sẽ mua đồ ăn cho chị này nè. Không đâu. Đâu mơ là tôi đi rồi. Không có đi ở. Là ba bữa nữa tôi đi rồi. Không hà. Đi ăn hàng nhà có sách lưng đi hồi ngày hôm qua là em tôi dẫn cho. Mua hỗ trợ mua thuốc gì đó giùm em. Ừ. Ha. Có mua thuốc đồ đó, chồng nó về đó hay là bệnh hoạn thì chị em nó vô đó là tôi em nó qua. Em nó qua đó đưa được. Chứ không được đâu. Không có tiền bạc ở đây mà cô chị Sương này không có nhận lấy của mình mà giữ giùm mình để mua thuốc cho mình. Đã không có chịu, bởi vậy á, chị nói là không có được, chị giúp không có được. Chứ không phải chị không nhiệt tình giúp, chị giúp đàng hoàng, nhưng mà chị giúp rất minh chánh luôn. Cần phải là Zalo với chị. Đúng, dạ. Là chị gửi bữa nay là chị chi ra nè, Zalo có cần thấy rõ ràng. Chị đưa đây 200, 300, 500, 1 triệu là cả công bố đều mọi người đều thấy. Mọi người đều thấy. Đó, chứ chị không có chịu mà phức lắp luôn. Chị cũng không đưa mình nên nói luôn. Đưa mình nên là không đưa. Đưa mình nên hổ khơi mà tiến suốt cuộc đời của chị luôn. Nó không có giá đáng mà mang tiếng ăn chặn ăn lặn ăn xới ăn bớt, chị không có thích như vậy. Nếu muốn nhờ chị giúp đỡ chị cũng sẵn sàng giúp đỡ, vì chị thấy nó cũng khổ mà nó cũng không được bình thường, nhưng mà nó ghét chị lắm. Tại chị già la, chị nói đàn bà phải cần kiệm mà ăn có một đồng thì mình ăn nửa đồng mình cũng chừa nửa đồng để khi đau khi ốm khi bệnh khi hoạn cũng có tiền. Bởi vậy nó chuẩn bị đi đâu rồi, nói chung là chuẩn bị cô đi đâu vậy? Chút nữa là đi giữa tài rồi nhỏ em vô dước đi Long Xuyên nữa rồi, mơ đi nữa rồi. Đi đó thăm bệnh cái tài đó, bây giờ là ấy rồi. Thôi bây giờ hôm nay cô bác quý chị thời gian trao đổi về cái hoàn cảnh của cô Phượng á. Thì mục đích là muốn đến đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân là cô My á.
trích một phần quỹ của cô để mà hỗ trợ cho cô Phượng. Nhưng mà về cô Phượng thì quản lý tiền bạc rất khó nên trao cho cô chị Sương để có thể mua một số đồ thiết yếu cũng như là mua thuốc men gì đó, chị Sương giữ giùm để còn cái đất không, để chị là chị nói chi ra đó, nhưng dạ, chị mà chi ra là chi ra à, là nhưng mà 200, 300, 500 gì đó là chị chi đủ số tiền dạ. Em gửi dạ. Chứ còn ngoài ra là chị không có đi mua đâu. Dạ dạ nhưng chị chi ra giùm em chị ra kết nối với em Zalo ngày ơi tôi nè tôi chi đưa ngày nay ngày nữa là em phải phải nhận được cho con cưng phải thấy nói những chị phải mới được. Đừng để cho chị chứ giúp đỡ của chồng chị phải em hiểu lên. Nhưng mà con nhỏ này nè nó sẽ đi đâu ở đây từng luôn. Làm phước cho nó nhiều vậy chứ không có một tí ơn gì hết. Không có ơn mà còn đó mới ngày qua này em tôi cho 100 ngàn đó, nó đi mai từ cái quần cái áo có 200, 300 ngàn đó chị em đưa cho một tí cơm gạo đủ thứ giúp đỡ mà cuối cùng là không có tình nghĩa gì trơn á. Người ở ngoài có dạ, từng nghe thôi thì cũng thông cảm cho cô Phượng đi tí xíu đi mình cậy đi mình giúp người này thì người khác sẽ giúp lại mình. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân là cô My trích quỹ của cô My để hỗ trợ cho cô Phượng. Xin chân thành cảm ơn chị Sương đã đồng hành em đấy, chia sẻ về cái câu câu chuyện này. Vậy nè, bây giờ chị lấy máy ra cho em kết nối vô chị không có biết kết dạ, nối. Dạ, để em kết rồi, nối. Kết có nối đặng điện qua lại với dạ, chị dạ. Rồi chị chi bao nhiêu nhiêu là đâu đó là dạ, dạ. Quay lên trực tiếp đưa luôn chào. Chào. Chào cô Sương, cô Phượng ơi. Chị lấy máy. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Và hôm nay thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô My là Việt Kiều Mỹ trích quỹ của cô để hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô Phượng. Không biết thì đây là một cái lần đầu tiên mà khó sức trong cái việc mà tiếp nói với nhân vật mà hỗ trợ như thế này. Thì cũng may là nhờ có chị Sương để hỗ trợ. Thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau ha.